Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin đối đầu Trung Quốc, Việt Nam đơn độc, chính sách 3-0 quốc tế lết nhìn. Trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hình ảnh, đó là việc Việt Nam phải liên tục có những động thái đấu tranh với Trung Quốc trước việc họ đã xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam, và đặc biệt gần đây nhất thì đã vụ việc nghiêm trọng, đó là tàu Hải Dương 8 cùng đội tàu hộ tống khổng lồ của Trung Quốc đã đi vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam ở khu vực bãi Tư Chính cũng như dọc bờ biển Việt Nam để liên tục thăm dò trong suốt 3 tháng qua. Và Việt Nam đã tìm đủ mọi cách để vận động quốc tế lên tiếng giúp khi bị Trung Quốc xâm lấn chủ quyền trên biển, nhưng hiệu quả đã rất hạn chế. Và đây là lời một bài báo đã diễn ra trong ngày hôm nay tại quốc tế đã đăng tải hình ảnh với nội dung như sau: vì sao Việt Nam đơn độc đối đầu với Trung Quốc. Đây là hình ảnh của Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh lên tiếng về tình hình Biển Đông căng thẳng tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 28 tháng 9 năm 2019 vừa qua, nhưng không nhắc đến Trung Quốc. Một học giả quốc phòng của Ấn Độ nói rằng chính quyền Việt Nam đã cố công vận động quốc tế tiếp cận với tất cả các cường quốc Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, bao gồm Ấn Độ và Hoa Kỳ, để xây dựng một hỗ trợ chính trị lớn hơn nhằm ngăn chặn Trung Quốc xâm lược ở Biển Đông. Nhưng nhiều khả năng Việt Nam sẽ không nhận được bất kỳ sự hậu thuẫn nào mạnh mẽ cả. Và đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ, và nội dung bài báo này ở trên quốc tế đã đăng tải rất cụ thể và chi tiết, nhưng báo chí Việt Nam chưa hề đăng những ý kiến như vậy, và dường như họ đang giấu 90 triệu người dân ở trong nước những nội dung rất xác thực của những nhà nghiên cứu hàng đầu của thế giới. Và ngoài ra, tiến sĩ Pillai, học giả và là chủ tịch sáng kiến chính sách hạt nhân và không gian thuộc quỹ ORF ở New Delhi, Ấn Độ, lý giải nguyên nhân tại sao dẫn đến tình trạng này trong thời gian vừa qua và Việt Nam đã không hiệu quả trong việc vận động các nước đấu tranh chống Trung Quốc. Đây là tiêu đề của bài báo đó, và đây hình ảnh các bạn có thể xem. Đây là bà tiến sĩ Pillai. Bản thân Việt Nam không hề đề cập những yêu cầu cụ thể để cho họ biết muốn gì. Đây là lời của bà nói như vậy. Chính vì vậy, tiến sĩ Rajako nói thêm, Việt Nam sẽ không thể nhận được bất cứ sự hỗ trợ mạnh mẽ nào từ các đối tác trong khu vực và bên ngoài. Nữ học giả không tin rằng Việt Nam có thể tự mình chống lại Trung Quốc. Bắc Kinh dường như đã toan tính chính xác rằng họ không phải lo sợ bất kỳ một sự hợp tác thống nhất nào nghiêm trọng chống lại họ. Việt Nam cần đưa ra những yêu cầu cụ thể, và chỉ khi nói ra những yêu cầu cụ thể này, các quốc gia khác mới có thể đáp ứng bằng những tuyên bố nhất định để ủng hộ cho Việt Nam, nhấn mạnh vào tự do hàng hải. Đây là lời của tiến sĩ Raja đã đưa ra trong thời gian vừa qua. Và với lời nội dung của bà thì các bạn cũng sẽ tham khảo ở trên một số trang báo quốc tế lớn đã đăng tải nội dung này. Và đây là lời khuyên rất chân tình và rất chính xác cho Việt Nam, và Việt Nam cần phải đề cập những yêu cầu cụ thể đối với quốc tế thì họ mới giúp được. Chứ hiện nay thì theo như bản miêu tả, Việt Nam cũng đi vận động rất nhiều nhưng đã không đưa ra những cái ngôn ngữ sắc đáng và rõ ràng đối với Trung Quốc. Và ngoài ra, nữ học giả này cũng đã đưa ra những dẫn chứng và phản ứng của Ấn Độ để Việt Nam có thể tham khảo khi đấu tranh với Trung Quốc. Và hình ảnh chúng ta thấy rất rõ là những nội dung như sau: từ trước đến nay, Ấn Độ luôn có lập trường chống đối hành động xâm lược của Trung Quốc ở Biển Đông mạnh hơn nhiều, dù về khoảng cách địa lý thì cách xa hơn so với Việt Nam, và luôn luôn phát đi thông điệp mạnh mẽ đến Trung Quốc cũng như thông điệp rõ ràng cho các nước bạn đồng minh. Bà nêu lên một ví dụ, khi tàu sân bay Mỹ tuần tra Biển Đông vào tháng 8 vừa rồi, Việt Nam phải đưa ra một yêu cầu rõ ràng hơn đối với bạn bè và đồng minh để tỏ rõ sức mạnh phối hợp, nhưng Việt Nam đã không làm điều đó. Và đây là cơ hội rất lớn dành cho Việt Nam, nhưng dường như các lãnh đạo đảng và nhà nước của Việt Nam chưa nhìn nhận một cách rõ ràng và đúng đắn sự hỗ trợ cũng như sự hợp tác của quốc tế đối với Việt Nam để chống lại sự bành trướng của Bắc Kinh. Và đây là hình ảnh của tàu USS Ronald Reagan, là một trong những tàu sân bay lớn nhất của Mỹ vừa đi vào Biển Đông trong thời gian vừa qua, và Việt Nam đã không tận dụng điều này một cách triệt để. Và ngoài ra, tạp chí uy tín trên thế giới, đó là The Diplomat, vừa đưa ra một nhận định Việt Nam và Trung Quốc đang lao vào một cuộc đối đầu dữ dội trên Biển Đông. Và đây là hình ảnh của tạp chí này, và chúng tôi cũng sẽ chia sẻ
bài báo cũng như đường link của bài báo này ngay sau video chúng tôi phát ở đây để các bạn có thể trực tiếp tham khảo và xem những thông tin rất cụ thể mà báo chí trong nước không hề đăng tải cho người dân được biết. Đây là hình ảnh bài báo trên tạp chí The Diplomat hôm 26 tháng 9 vừa qua. Hôm 26 tháng 9, trong một bài viết có tựa đề Việt Nam một mình đối đầu với Trung Quốc, trên tạp chí này, tiến sĩ Raja nhận định mặc dù Việt Nam và Trung Quốc đang lao vào một cuộc đối đầu dữ dội tại Biển Đông, nhưng sự việc lại không thu hút được sự quan tâm đầy đủ của thế giới. Đây là bài báo đã phân tích như vậy và bà đã viết trên tạp chí nhiều. Trong bài, sau khi nêu hàng loạt các phản ứng của Việt Nam sau vụ nhóm tàu khảo sát Hải Dương 8 của Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, bà viết, trong tình hình này, chính phủ Việt Nam tìm cách tác động đến các nước Ấn Độ, Hoa Kỳ, Nga, Úc và nhiều nước khác trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Đáp lại lời kêu gọi này là gì? Một sự im lặng và những lời phát biểu sáo rỗng. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi sẽ chia sẻ tiếp những bài báo này để các bạn có thể tự xem và những cái thông tin trong đó thì rất cụ thể, kèm theo dẫn chứng để cho những cái khán giả ở trong nước có thể biết được sự thật đang diễn ra như thế nào. Và khi Việt Nam không thể hiện rõ thái độ đối với Trung Quốc thì Malaysia cũng không nói gì hơn cho Việt Nam đối với Trung Quốc về tình hình hiện nay ở Biển Đông. Và cụ thể chúng ta có thể tham khảo ngay trên trang báo chí trong và ngoài nước đã đăng tải là Thủ tướng Malaysia công bố chính sách về Biển Đông. Malaysia trong một tài liệu công bố chính sách đối ngoại mới đã tuyên bố Biển Đông phải là khu vực của sự hợp tác, kết nối và xây dựng cộng đồng và không phải là nơi đối đầu hay xung đột. Hay như thông cáo chung ngày 27 tháng 8 năm 2019 giữa Việt Nam và Malaysia chỉ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tự kiềm chế, phi quân sự hóa và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý quốc tế. Và đây là nội dung của bài báo mà các bạn cũng có thể tham khảo trực tiếp trên một số trang truyền thông trong và ngoài nước và không hề nhắc đến việc Việt Nam đang bị Trung Quốc tìm mọi cách thôn tính ở vùng Biển Đông. Và bên cạnh đó thì ngay cả với Mỹ, nếu Việt Nam không rõ ràng chính sách của mình với Trung Quốc thì cũng sẽ nhận được hồi đáp chung chung như sau. Và các bạn có thể xem trên một số trang truyền thông quốc tế đã đăng tải nội dung này là ông David Stever, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách Đông Á, nói rằng cuối cùng trong khi chiến lược Ấn Độ-Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đã đạt được những tiến bộ đáng kể về củng cố và thúc đẩy tự do cởi mở ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, chúng tôi ngày càng lo ngại rằng một số quốc gia đang tích cực tìm cách thay đổi cuộc chơi thách thức trật tự này. Và ông nói thì nói chung như vậy thôi. Chúng tôi cam kết làm việc với bất cứ quốc gia nào theo đúng luật, nhưng đồng thời Mỹ cũng sẽ sẵn sàng đứng lên chống lại và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm vào bất cứ quốc gia nào sử dụng chiến thuật săn mồi để không làm ảnh hưởng đến hòa bình và ổn định trong khu vực. Đây là trích tuyên bố của trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương phát biểu trong phiên điều trần trước Ủy ban Quốc ngoại Thượng viện ngày 18 tháng 9 vừa qua. Và tất nhiên với những hình ảnh này và với những nội dung này thì Việt Nam đã được bênh vực, nhưng vì Việt Nam không thể hiện một thái độ rõ ràng với Trung Quốc cho nên những cái nước Mỹ và những nước đồng minh của Mỹ không thể lên tiếng một cách rõ ràng hơn để ủng hộ Việt Nam trong cuộc chiến chống Trung Quốc ở trên Biển Đông hiện nay. Và bản thân Ấn Độ là một đồng minh, một cái đất nước rất thân cận với Việt Nam từ trước đến nay, cũng chỉ có thể phát biểu một cách rất chung chung như sau. Tương tự, Ấn Độ nói hòa bình và ổn định khu vực mang lại lợi ích bền vững. Ấn Độ giữ vững lập trường của ủng hộ tự do lưu thông hàng hải và hàng không và giao thương hợp pháp không bị cản trở trong vùng biển quốc tế, tuân theo luật pháp quốc tế, đặc biệt là UNCLOS. Đây là hình ảnh của Thủ tướng Ấn Độ Modi trong thời gian vừa qua. Và chúng ta đã thấy Ấn Độ luôn luôn đứng cạnh Việt Nam chống lại Trung Quốc và chống lại sự bành trướng của bá quyền ở trên Biển Đông. Nhưng Việt Nam cũng phải thể hiện thái độ rõ ràng hơn với Trung Quốc thì như vậy các nước và đặc biệt là Ấn Độ mới có thể giúp được Việt Nam nhiều hơn. Và để thoát khỏi các phản ứng hời hợt này từ quốc tế trước hành động xâm lấn lãnh thổ của Việt Nam từ Trung Quốc, giới cầm quyền Hà Nội cần thể hiện rõ ràng thái độ chính trị của mình khi Trung Quốc đã ngang nhiên và công khai quân sự hóa Biển Đông và khác hẳn với những lời họ đã nói trước đó. Và đây là hình ảnh một bài báo đã được đăng ở trên trang của truyền thông quốc tế ở nước ngoài, viết rằng Trung Quốc đưa máy bay chiến đấu đến bãi Tư Chính, máy bay ném bom H-6 chiến đấu cơ và máy bay tiếp liệu trên không nằm trong nhóm hỗ trợ cho tàu khảo sát Hải Dương địa chất 8 của Trung Quốc trở lại vùng khu vực bãi Tư Chính thuộc vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam. Ngoài máy bay ném bom H-6 chiến đấu cơ và máy bay tiếp liệu trên không bị phát hiện như vừa nêu, số lượng tàu Trung Quốc trở lại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam
và ngày 13 tháng 8 được nói là tổng cộng 20 chiếc. Trong số này có 6 tàu hải giám, 10 tàu cá và 2 tàu dịch vụ, 2 tàu hải cảnh được bố trí gần lô dầu khí đang thăm dò. Bản tin của World News còn cho biết phía Trung Quốc cho loa phát thanh kêu gọi các tàu khoan thăm dò của Việt Nam rời khỏi khu vực bãi tư chính. Và đây là những bài báo và những nội dung rất quan trọng mà các bạn ở trong nước không thể xem được, và vì trong nước cũng đã không đăng tải những cái nội dung mà Trung Quốc đang quân sự hóa Biển Đông một cách mạnh mẽ như vậy. Và dường như truyền thông Việt Nam với hơn 800 cơ quan báo đài trong nước đã không phục vụ người dân Việt Nam một cách rõ ràng và cụ thể, mặc dù họ sử dụng tiền thuế của người dân đóng góp. Và Việt Nam cần xem xét lại phương châm sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước. Bởi vì khi Việt Nam làm như vậy thì ai cũng là bạn, và cuối cùng thì chẳng có ai là bạn thật lòng cả. Và điều này thì Bộ Ngoại giao Việt Nam vẫn ghi ở trên trang của mình rất rõ ràng như thế này từ lâu. Và chính sách đối ngoại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay, và đây là hình ảnh như vậy, và trong đó trích đăng là Việt Nam sẵn sàng là bạn và là đối tác tin cậy của tất cả các nước trong cộng đồng thế giới và phấn đấu vì một hòa bình, độc lập và phát triển. Thì như vậy là Việt Nam sẽ làm bạn với tất cả. Và trong thời gian vừa qua chúng ta đã đứng chứng kiến Việt Nam làm bạn cả với cả Bắc Triều Tiên, Venezuela và Lào, Cuba là những thể chế rất độc tài và đàn áp người dân rất dữ dội, cũng như là vi phạm nghiêm trọng nhân quyền tại Liên Hợp Quốc, điều khoản mà họ đã ký kết với quốc tế trước đó. Và Việt Nam cần phải xem xét lại chính sách 3-0, bao gồm không tham gia các liên minh quân sự với bất kỳ quốc gia nào, không cho bất kỳ nước nào đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam và không dựa vào nước này để chống lại nước kia, như văn kiện của Đại hội lần thứ 12 năm 2016 đã trích dẫn. Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đã nhận thấy những cái thông tin này được truyền tải trên một số cái phát ngôn của Bộ Quốc phòng Việt Nam trong thời gian vừa qua. Đó là việc chính sách 3-0 của Quốc phòng Việt Nam đã được đăng trên bài báo trên Express. Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Trung Quốc, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Chí Vịnh khẳng định chính sách 3-0 của Việt Nam và nhấn mạnh rằng mối quan hệ quốc phòng giữa hai nước láng giềng là tốt đẹp. Và đây là cái phát biểu của ông Nguyễn Chí Vịnh. Chính sách 3-0 mà Thứ trưởng Nguyễn Chí Vịnh nhắc đến bao gồm không tham gia các liên minh quân sự, không là đồng minh quân sự của bất kỳ nước nào, không cho bất cứ nước nào đặt căn cứ quân sự ở Việt Nam và không dựa vào nước này để chống nước kia. Đây cũng là câu trả lời cho câu hỏi của phóng viên liên quan đến việc Việt Nam có liên minh quân sự với Mỹ hay không, cũng như phản ứng của Việt Nam trước sự lớn mạnh không ngừng của quốc phòng Trung Quốc. Và đây là phát ngôn của ông Nguyễn Chí Vịnh vào năm 2010. Nhưng hy vọng với phát ngôn này thì dần dần sẽ được Việt Nam nhận ra, và bây giờ là 2019 thì sau 9 năm Việt Nam sẽ thấy rất rõ việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông một cách dữ dội, và hiện nay họ đang tìm mọi cách để thôn tính chủ quyền của Việt Nam tại vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý, và nếu mất bãi tư chính thì chủ Việt Nam sẽ mất luôn cả Biển Đông. Và quan trọng nhất, trước một Trung Quốc quá lớn ngay sát bên, Việt Nam cần nhanh chóng xóa bỏ chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội lỗi thời và đầy tội ác với nhân loại để trở thành một đồng minh đáng tin cậy của Mỹ và các nước dân chủ tự do, để góp phần cùng thế giới ngăn chặn chủ nghĩa bá quyền bành trướng xâm lược của Trung Quốc ở châu Á. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ năm ngày 3 tháng 10 năm 2019. Các bạn hãy để lại những bình luận và chia sẻ video này, cũng như cung cấp cho chúng tôi những thông tin để chúng tôi có thể cập nhật những điều các bạn mong muốn trong thời gian sớm nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình truyền hình lần tới. Trung Khoa từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức.